Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích, trong những năm qua, nông dân Sóc Trăng đã mạnh dạn đầu tư trồng sen. Ngoài trồng sen để lấy gương, lấy củ hay là lấy ngó, nông dân đang chọn hướng đi mới cho cây sen, đó là trồng loài sen để lấy bông. Trong đó thì nông dân Nguyễn Văn Mỹ ở ấp Phước Bình, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú đã khá thành công từ việc trồng sen kết hợp với mô hình đa cảnh. Trên diện tích lúa thơm 1 hectare năm nào, giờ đây là cánh đồng sen đang trổ qua rực rỡ, có tầng cánh dày và hương thơm dịu nhẹ. Với sự nhạy bén và ham học hỏi, cùng với sự hỗ trợ của ngành chức năng ở địa phương, ông Nguyễn Văn Mỹ đã trồng thành công loại sen trắng, mọi người còn hay gọi là sen Thái hay sen Quan Âm. Với đặc điểm nổi bật là có nhiều cánh nhỏ li ti bên trong, qua khi nở ra rất nhiều cánh và đẹp nên thị trường tiêu thụ rất dễ dàng. Thì trước là tôi trồng lúa, thì cái đất này thì nó bằng cây lúa thì tôi thấy nó không có phát triển. Rồi đi tới tôi học hỏi bà con thấy cho trồng cây sen. Cho nên về tôi mới mạnh dạn tính chuyển đổi, thì nhờ là phòng nông nghiệp huyện Mỹ Tú và hội nông dân huyện Mỹ Tú với hội nông dân xã Mỹ Thuận rồi kết hợp và hỗ trợ cho tôi được 50% trồng cây sen này. Theo ông Mỹ, trồng sen lấy bông khá dễ, không phải chăm sóc nhiều nhưng phải nắm vững kỹ thuật để bông to tròn đạt chuẩn theo yêu cầu của khách hàng. Đồng thời khâu bảo quản sen sau thu hoạch và vận chuyển cũng phải cần lưu ý. Sau hơn 2 năm, hiện nay ông có được thị trường tiêu thụ khá rộng từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đến miền Đông Nam Bộ. Theo đó, lúc cao điểm mỗi ngày, ông thu hoạch khoảng 1.200 đến 1.400 bông, với giá bán bình quân mỗi bông khoảng 7.000 đồng. Nhờ đó cũng mang lại nguồn thu nhập ổn định, xóa tan sự hoài nghi của nhiều người khi mang cây sen lấy bông bén rễ trên đồng đất quê hương. Thì tôi cũng trồng xong rồi có thu hoạch thì bà con thấy cũng mừng mừng. Một ngày ở trên shop nó đặt hàng mình thì mình đốn rồi mình giao. Cây sen này thì lâu dài tôi sẽ gắn bó với nó. Ông Nguyễn Văn Mỹ luôn trăn trở đa dạng hóa cây trồng vật nuôi để bổ trợ cho nhau với mục tiêu lấy ngắn nuôi dài, đảm bảo thực hiện mục tiêu lâu dài trong phát triển kinh tế. Với diện tích đất hơn 4 hectare, ông đã mạnh dạn xây dựng mô hình đa canh từ trồng sen lấy bông đến trồng cây cảnh dĩa hè và chăn nuôi. Theo đó, ông đang trồng hơn 1 hectare với trên 10.000 cây cảnh để cung cấp cho thị trường, như cây muồng qua đầu, cao vua, khen hồng, Osaka đỏ, dao động từ 400.000 đồng đến 2 triệu đồng một cây. Qua tham khảo, học tập kỹ thuật, ông còn kết hợp với nuôi bò sinh sản và nuôi dê với tổng đàn hơn 20 con. Ảnh mạnh dạng chuyển đổi thì hiện nay thì ảnh là thì nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh của xã. Nói chung là ảnh cũng nhiệt tình lắm, anh em nào đến thì học hỏi kinh nghiệm thì ảnh đều nhiệt tình cố gắng, cũng giúp cho địa phương được khoảng 10 công nhân là đấy làm thu nhập hàng tháng thì cũng tạm ổn cho gia đình. Với hướng đi hợp lý, ông Nguyễn Văn Mỹ đã nỗ lực không ngừng cùng với nông dân địa phương làm giàu trên đồng đất quê hương. Với mô hình đa canh phù hợp với điều kiện thực tế, ông Nguyễn Văn Mỹ đã góp phần để thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển, không lỡ nhịp với xu thế phát triển chung hiện nay.